anh quý nên ok xong chưa? Chào Đà Nẵng. Rồi, xin chào. Hello, hello cả nhà. Chào. Chào. Ôi bạn ơi. Xin chào Đà Nẵng. Ôm nhau cái nào vào đây ôm nhau cái nào. Rồi. Giá như cây này hôm nay là bao nhiêu anh chị ạ? Cây này mà nếu mà bây giờ cái giá giao lưu với nhà vườn nó rơi khoảng tầm cỡ 1,2. Dạ. Còn ví dụ như mình nuôi thêm 2-3 năm để nó hoàn thiện thì cái giá nó có khác đi. Cái này thì lớn, cái này thì khoảng 200 năm chứ. Cái này 200 năm. Đây là cái kia. Là cái bể hút sào cừ. Cái này là cái gốc của nó là ngồi đấy. Chỉ đây thì ra ngày mang về. Cái này 200 năm rồi. Giá cái này là bao nhiêu anh chị? Dạ, giá cái này mình tính ra bây giờ thì cũng chưa cây quý quá thì cũng chưa muốn bán. Nhưng mà thực sự cũng đã có nhiều người có nhà ý, nếu 5 tỷ thì người ta bán. Người ta sẽ gửi mình nuôi. Nuôi 2 năm sau thì người ta mới đưa về nhà. Nhưng mà mình thực sự chưa có cái định là bán vì cái cây quý quá. Dạ, cái này cũng 200 năm rồi. Cái này có giấy tờ của cái người chủ của cái địa phương, rồi có giấy đi đường kiểm lâm đầy đủ. Nói chung là nó có bộ hồ sơ đầy đủ, có nguồn gốc luôn, có quý có già già là còn bể đẹp. Dạ dạ. Xin được kính chào toàn thể quý vị, các cô chú và các anh chị đã đến với hành trình tiếp theo của hành trình xuyên Việt của chúng tôi ngày hôm nay. Và lần đầu tiên xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình và đặc biệt thay mặt cho tất cả các thành viên trong đoàn Bonsai xuyên Việt xin được gửi tới tất cả quý vị, các cô chú và các anh chị, những người không có điều kiện tham gia trong hành trình này của chúng tôi, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và cảm ơn tất cả quý vị, quý cô chú và các anh chị đã luôn dõi theo hành trình của chúng tôi. Và ngày hôm nay đoàn chúng tôi đã bắt đầu đặt chân đến thành phố Đà Nẵng, một thành phố vô cùng đẹp và thơ mộng nằm bên bờ sông Hàn. Chúng tôi đang có mặt tại vườn mai ạ. Vườn mai được mệnh danh là vườn mai lớn nhất Đà Nẵng tính đến thời điểm bây giờ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với chủ của vườn mai vô cùng độc đáo này. Em xin được chào anh ạ. Và xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cũng như là tất cả các thành viên trong đoàn Bonsai xuyên Việt. Với hành trình này chúng em xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả các cô chú, các anh chị tới từ Đà Nẵng yêu thương đã dành cho đoàn rất là nhiều thiện cảm. Và ngày hôm nay thì xin được kính chúc cho tất cả các anh tại Đà Nẵng sẽ luôn luôn mạnh khỏe và có niềm đam mê thật là lớn hơn nữa với môn nghệ thuật này ạ. Và em thì rất là vinh dự khi ngày hôm nay đang được đứng tại vườn mai của mình. Vườn mai mà được mệnh danh là vườn mai lớn nhất tại Đà Nẵng tính đến thời điểm này đúng không ạ? Anh có thể giới thiệu với tất cả quý cô chú, các anh chị là những người không có điều kiện tham gia trong ngày hôm nay và họ đang dõi theo hành trình của chúng ta đôi lời về vườn mai của chúng ta được không ạ? Dạ, nói chung là cũng xin trước tiên là cũng rất là cảm ơn. Đặc biệt là cảm ơn cái đoàn Bonsai xuyên Việt đã đến Đà Nẵng. Thì hôm nay là rất là vinh dự. Tôi là Hồ Văn Duy, chủ vườn mai ở đây. Thì cũng rất là vinh dự để được đón tiếp đoàn Bonsai xuyên Việt đến thăm. Và đặc biệt là đến thăm vườn mai của chỗ mình ở đây. Thì nói chung anh em ở Đà Nẵng thì cứ gọi mình là Duy. Nhưng mà ở ngay cái điểm Cầu Rồng thì anh em cứ gọi là Duy Cầu Rồng, là Duy Mai Cầu Rồng. Thì rất là vinh dự và rất là cảm ơn, cảm kích đoàn Bonsai xuyên Việt đã ghé thăm. Thì thật sự ra ở đây thì anh em ở đây thì khi nghe đoàn đến thăm Đà Nẵng thì tất nhiên là ai cũng háo hức và cũng muốn được giao lưu gặp gỡ và rất là trang trọng. Thì đầu tiên là cảm ơn đoàn Bonsai xuyên Việt đã có cái ý để đến thăm cái vườn mai của Duy. Thì rất là cảm ơn. Anh Duy ơi, em có thể xin phép anh mấy phút để chia sẻ với tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay ạ. Khi mà bước chân vào trong cái vườn mai của anh ấy ạ, nó to và nó cao đến em có cảm giác là em chưa bao giờ gặp những cái gốc mai như thế. Thì em không biết là đam mê từ đâu mà mình lại có niềm đam mê và mình lại có cơ duyên để có thể bây giờ là chủ nhân, chủ sở hữu của những cái gốc mai tới mấy trăm năm tuổi như vậy ạ. Thì thực ra thì cái đam mê mai này thì thực sự ra đối với bản thân mình thì cũng rất là lâu năm rồi, khi hầu còn thanh niên kia, chưa có gia đình kia, thì cứ hàng năm thì cũng đến chợ hoa rồi cũng mua nhánh mai, một vài trăm nghìn một cái cây hoa bé, cây mai bé, một vài trăm nghìn, thì cứ dần dần như thế rồi mình có cái sự yêu thích với cây mai. Rồi thực sự ra mình bản chất của mình thì ngày xưa mình là dân cơ khí, cũng không phải là mai đâu. Nhưng mà đến cái thời điểm, cái điều kiện kinh tế nó cho phép một tí, thì cũng bắt đầu là tập tò đi mua về nuôi. Thì thật sự ra mà tiền mình thì cũng không có nhiều để mà mua được cái cây mai mà người ta làm có chất lượng đẹp, gọi là cái cây mà để chơi được, mọi người kiếm ngưỡng được,
thì cũng không có đủ khả năng. Thì bước đầu mình cũng cứ tập tò mua những cái cây bé ít tiền thôi. Nhưng mà dần dà rồi thì mình cũng bị hút vô. Vì thật sự ra khi bước đầu đem về nuôi thì nó không có được. Rồi lúc đầu mua cây mai bước đầu thì cũng ít tiền thôi, nhưng mà nuôi không được. Không được thì mình lại không chịu khuất phục. Rồi lại tiếp tục cứ lao vào miết. Rồi đấy một lúc thì cũng nói chung là đi cũng rất là nhiều. Người ta tìm được một cây mai quý ở đâu, người ta tìm một cây mai có giá trị ở đâu, người ta gọi mình đấy. Rồi đem cũng tìm cách này cách khác đem về nuôi, nhưng mà lúc đầu cũng nuôi không được. Nhưng mà dần. Rồi cứ cố gắng miết. Cũng tự động viên bản thân thôi. Rồi với lại thực sự là mà nói như này nè, thực sự là Quảng Nam Đà Nẵng thì cái cây mai hắn vẫn là cái đặc trưng của Quảng Nam Đà Nẵng. Và đặc biệt là miền Trung. Miền Nam cũng trai rất là nhiều, nhưng mà ở miền Trung như cái nơi mình đang ở đây thì cũng là người ta cũng trân quý cây mai rất là nhiều. Nhưng mà để mà nuôi thành công hoặc là đem được những cái cụ mai, gọi là cụ mai, thì cây mai năm 70 tuổi, 100 tuổi, 200 tuổi về nuôi thì cực kỳ khó. Nhưng mà chính vì cái đó nhưng mà là cái động lực. Thì mình cứ cố gắng thì đến ngày hôm nay. Thì thật sự ra mình cũng mới bước vô ngành này, cái nghề này thì thật sự là cũng mới có 5 năm thôi. Bây giờ cũng là gọi là đang hoàn thiện chứ cũng chưa gọi là cái gì là thành công lắm. Nhưng mà phải cố gắng nữa. Tức là qua câu chuyện của anh Duy chia sẻ với tất cả quý vị vừa rồi thì chắc hẳn là quý vị cũng như Phương Hoa cảm nhận đầu tiên rằng là chúng ta đã thấy được cái tình yêu dành cho từng cây mai, từng gốc mai của anh Duy vô cùng lớn, đúng không ạ? Bắt đầu từ bước đầu nuôi không được nhưng anh ấy không chịu khuất phục ạ, và tiếp tục tìm tòi cũng như là có những kỹ thuật mà em tin chắc chắn rằng là mặc dù chỉ mới 5 năm thôi nhưng với khu vườn bao la rộng lớn như thế này của mình thì em tin chắc chắn rằng có những kỹ thuật rất là khó mà anh Duy đã tích lũy trong quá trình đó, đúng không ạ? Và em thấy ở vườn nhà mình thì rất là nhiều những cụ mai lớn tuổi, và chắc chắn là khi mà các cụ ở dưới vườn với cả đất rộng lớn thì chắc chắn tự nhiên thì cái việc chăm sóc nó sẽ dễ hơn, mà bây giờ mình lại đưa được cụ lên trên chậu và lại có những dáng rất là lạ như thế, thì em cũng tin chắc chắn rằng đã có rất là nhiều những kỹ thuật và đặc biệt là tình yêu vô cùng to lớn anh Duy đã dành cho từng chiếc lá, từng cành trên những cụ mai đó, đúng không ạ? Và em xin được mạn phép anh Duy kính mời tới tất cả quý vị, nếu như quý vị có dịp tới với Hàm Rồng, tới với Cầu Rồng của Đà Nẵng thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng ghé tới vườn Duy, vườn Mai Duy Cầu Rồng Nơi đó anh Duy sẽ dành mọi tình yêu, mọi kiến thức, mọi kỹ năng mà mình có để cùng với quý vị chia sẻ về những cụ mai, những tác phẩm mai mà gia đình quý vị đang sở hữu. Và chúng tôi tin chắc chắn rằng khi mà quý vị đến đây gặp trực tiếp anh Duy thì quý vị là những người không yêu thích những gốc mai thì chắc chắn cũng sẽ được anh Duy truyền cảm hứng cho quý vị để quý vị có thể yêu thích thêm. Và hành trình Bonsai Xuyên Việt ngày hôm nay của chúng tôi cũng với mong muốn rằng được kết nối tất cả các thành viên yêu nghệ thuật, yêu bonsai, yêu cây cảnh trên cả nước với nhau để chúng ta sẽ có thể giao thoa những nền văn hóa và để xem mỗi một nền văn hóa thì sẽ có đặc trưng nào. Và chắc chắn rồi, với hành trình này khi được đón nhận bởi tình yêu của quý vị. Kính thưa quý vị, và vừa rồi với chia sẻ tới từ phía anh Duy thì tại khu vườn của anh Duy, vườn mai lớn nhất Đà Nẵng này có rất nhiều những cụ mai từ 80, 90, 100 đến 200 tuổi. Vâng, kính thưa quý vị, bên cạnh anh em chúng tôi đây chính là cụ mai vô cùng đặc biệt tại vườn mai của anh Duy Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ của trực tiếp chủ nhân đã vô cùng vinh dự và may mắn khi được đón cụ mai này về vườn ạ. Em xin được mời anh ạ. Cũng xin giới thiệu với lại tất cả các đoàn Bonsai Xuyên Việt. Thì mình thì rất là may mắn được sở hữu cái cụ mai này, thì theo như cái gia chủ thì người ta báo là 200 tuổi. Thì nói chung cũng theo đuổi rất là nhiều năm. Nhưng mà đấy cũng là cái lúc là cái cơ duyên, khi người ta có nhu cầu thì mình mới sở hữu được. Thì đến nay mình đã đưa về vườn đây được là gần 3 năm. Thì theo như gia chủ giấy tờ của cái nguồn gốc cây mai địa phương xác nhận và cũng có giấy phép của kiểm lâm thì mình mới mang về được đến đây. Thì cũng qua cái quá trình 3 năm thì bây giờ hôm nay thì cụ cũng rất là tươi tốt, khỏe. Theo cái đánh giá của tất cả những anh em chơi mai ở Đà Nẵng thì về cái sức nuôi thì nói chung là cũng gọi là đạt về cái sức khỏe. Cái đầu tiên là cái sức khỏe đã, cái tiêu chí trước tiên. Còn về cái mà để tạo tác cho cây mai nó đẹp hơn thì chắc cũng phải cần quá trình vài năm nữa thì mới gọi là hoàn thiện. Chứ còn nếu mà để về mà đẹp ngay thì cũng chưa. Nhưng mà rất là may mắn thì mặc dù là cái cụ mai này là 200 năm rồi, nhưng mà mình về cũng rất là tâm huyết, cũng là học hỏi nhiều tiền bối trước cách chăm sóc như thế nào, hướng dẫn để cho tiếp sức cùng với mình thì đã làm được cái cây mai như ngày hôm nay thì cũng rất là vui. Thì cũng giới thiệu với lại đoàn Bonsai Xuyên Việt và tất cả các anh em yêu mai trên cả nước.
Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, và vừa rồi thì anh Duy đã có chia sẻ với lại toàn thể quý vị, đó là cụ Mai này theo như giấy tờ mà đã được kiểm lâm cũng như là người dân bản địa cung cấp cho anh Duy thì cụ Mai cũng đã khoảng trên dưới 200 tuổi rồi. Và một cây đại thụ mà đặc biệt lại là cây hoa ấy ạ. Mà với cái sức sống trên 200 tuổi thì chắc chắn là quá trình chăm sóc rất là khó khăn. Đúng rồi. Em tin chắc chắn rằng khi mà quý vị khán giả đang nhìn thấy ở đây, khi mà cụ Mai đang tươi tốt khỏe mạnh như thế này thì mọi người cũng đã cảm nhận được rằng anh Duy đã dành tất cả tình cảm của mình, dành tất cả tình yêu của mình để chăm sóc cho cụ rồi. Và chúng ta sẽ cùng chúc cho cụ phát triển ngày càng tươi tốt, và trong một vài năm tới đây thì tay bông sẽ ra đẹp hơn. Và em tin chắc chắn rằng đây sẽ là điểm nhấn của vườn mai của chúng ta, đúng không ạ? Em quan sát ở vườn của mình thì em thấy cụ mai của chúng ta có một cái nó hơi lạ so với các cây khác, đấy là cái búp của nó. Thì nó có phải là giống khác với lại những cái giống ở ngoài vườn kia không ạ? Dạ, thực ra trong vườn này thì cái giống mai mà mình đặc biệt ưa thích và chọn, bởi vì cái đặc trưng của người Quảng Nam Đà Nẵng á, thì người ta thích mai đột xanh. Giống như là cái mai đột xanh ở ngoài Huế á, có những cái giống mai người ta gọi là mai hoàng, mai gọi là mai ngự hoặc là mai tiếng vua. Thì người ta thường thường người ta sẽ chọn cái mai đột xanh này. Thứ nhất là nó có cái mùi thơm đặc trưng. Cái thứ hai là nó thường thường là nó năm cánh rất là đẹp. Năm cánh rất là đẹp kín. Thì cái cây mai này nó đặc biệt là may mắn là mình được sở hữu cây mai là cây mai đột xanh. Cây mai này ngày xưa là nó đa số là người Huế hay là người Quảng Nam thì người ta đều chọn cái cây mai độc xanh này. Còn cây mai độc đỏ thì gọi là cây mai du nhập, chứ không phải là cái mai bản địa. Ví dụ như cây mai độc đỏ là nó sẽ như thế này. Mà còn có gọi là mai hồng diệp, gọi chung là cái mai hồng diệp, nhưng mà nó là độc đỏ. Còn cái mai độc xanh thì cái lá nó, anh Duyên bước giờ mang một cái lá độc xanh. Cái lá em nhìn thấy lá của cụ này nó không có cái màu. Nó không có. Dạ, với cả là em có, thực ra là khi mà bọn em rất là vinh dự được đến rất là nhiều vườn mai rồi thì những cụ mai mà có thân to như thế này thì em cũng đã gặp khá là nhiều, cũng không hẳn là hiếm. Thế nhưng mà cụ mai mà có cái bộ rễ một cách khủng khiếp như thế này thì đây đúng là lần đầu tiên em được nhìn thấy. Vâng, tức là khi mình trong quá trình mình vận chuyển cụ về ạ thì bộ rễ này có bị ảnh hưởng bởi việc mình cắt đi không anh? Chắc chắn rồi, khi mà ở dưới đất á là người ta gọi là trời dung đất dưỡng mà. Thì nó khác, nhưng mà khi đưa về đây thì mình cũng cắt đi một số rễ. Nhưng mà thực sự may mắn nhất là cái cụ mai này á, theo như bản thân mình suy nghĩ á, cây cụ mai này mình suy nghĩ là của một ai đó người ta chơi khi ở trong chậu. Sau đó người ta cho ra đất. Cho nên nó được cái bộ rễ là gọi như nó đông đặc. Nó không là đúng rồi, nó không có không có chạy, không có phải tự nhiên mà chạy dài ra như những cái cây mà gieo hạt. Đó, cho nên là khi đào cây này về có cắt rễ, nhưng mà những cái thành phần rễ mà để mình cắt đi thì nó gần như không gây ảnh hưởng đến cái gốc mai này nhiều. Thì cắt một phần rễ nhỏ bên ngoài thôi. Cho nên nó lại được cái bộ đế đặc này. Chứ thật sự là cây mai mà dưới đất đào lên mà cái tỷ lệ mà có bộ đế này là gần như rất hiếm. Rất hiếm. Em nghĩ là có 1 không 2 đấy ạ. Vâng, và em tin chắc chắn rằng là thiên thời địa lợi nhân hòa, cổ kỳ mỹ văn thì đều được cụ mai này của chúng ta phô hết vẻ đẹp ra cho anh em chúng ta nhìn. Mà thật sự ra khi mà mua cái cụ mai này thật sự ra mình cũng không phải là người trực tiếp được mua với lại cái người chủ trong gian đâu, qua những người buôn. Nhưng mà khi mà bắt đầu đặt vấn đề mua á thì ai thấy cái cụ mai này cũng sợ. Thứ nhất là hồi đó mua cũng nhiều tiền. Cái thứ hai nữa là gần như ai cũng rất là nhiều người nghĩ sẽ không nuôi được. Đúng rồi. Nhưng mà mình vẫn quyết tâm mang về. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Rồi về là may mắn lại khi đào về thì lại được cái bộ đế. Xong là cho được vào chậu luôn. Đúng. Đây thì thật sự là cũng phải là chưa cái chậu đó. Mình đang nuôi cái bộ. Mình đang nuôi thôi ạ. Cái bộ khỏe. Nhờ như vậy mà khỏe. Rất là còn về cái đặc điểm mà cái mai đột xanh và đột đỏ thì như này. Đây, cây thanh mai, cái này người ta gọi là thanh mai. Thì nó ra cái lá như cái loãng chuối mình đây. Còn như mai đột đỏ là như này, người ta gọi chung là mai hồng diệp. Còn đây là thanh mai. Là cái này là đặc trưng của Quảng Nam và Huế. Thì người ta yêu thích cái giống này. Nay chúng ta về Đà Nẵng và xem một cái mô hình cây cảnh. Chúng ta thấy rằng là nó rất là nhiều mai đúng không ạ? Vâng ạ. Nó có cái cây mai có quý không ạ? Quý ạ. Mỗi nơi thì có một cái phong cách, một cái đặc điểm hoặc là một cái lối chơi khác nhau. Hoặc là có những cái cây nó có tính đặc trưng của vùng miền. Thì hôm nay là chúng ta về đây với rất là nhiều những cây mai vàng. Mà nó giống như là anh em ngoài Bắc chúng ta chơi xanh chi thì ngoài này chơi mai và một số cây khác. Thì đây cũng là một cái điều mà chúng ta cũng rất là đáng trân trọng, đúng không ạ? Chúng ta trân trọng những cái giá trị của nhau.
và làm sao mà chúng ta có thể kết nối để sau này giao thương giữa từ cây mai có thể ra Bắc và cây xanh cây si vào trong miền Trung miền Nam, và nhiều những cái cây bonsai miền Nam ra ngoài Bắc miền Nam miền Trung. Thì đấy là cái mà mục tiêu của đoàn bonsai xuyên Việt ngày hôm nay muốn hướng đến và muốn làm cái điều gì đó để chúng ta Bắc anh em Bắc Trung Nam anh em một nhà, vừa là cái tinh thần đoàn kết dân tộc, đúng không ạ? Ở đây là Bắc anh em Bắc Trung Nam, rồi thì là cái thứ hai nữa là chúng ta cùng chung một cái niềm đam mê, đúng không ạ? Rất là thú vị. Và về đây thì chúng ta cảm thấy là một cái sự hãnh diện, một cái niềm vui rất là lớn được về thăm một cái vườn cây thật là tuyệt vời của người anh của chúng ta. Dạ. Và xin được thay mặt cho đoàn Bonsai Xuyên Việt, chúng em xin được kính chúc anh Duy cùng với tất cả các thành viên trong gia đình và đặc biệt là các anh chị em tại Đà Nẵng sẽ luôn luôn mạnh khỏe và đam mê của chúng ta sẽ ngày càng lớn hơn nữa để tiếp lửa cho những người đã, đang và sẽ đến với, sẽ yêu thích cho cái bộ môn này ạ. Và với hy vọng, em tin chắc chắn rằng với hy vọng của anh cũng giống như là tất cả các thành viên đang có mặt tại đây thôi đều mong muốn gắn kết để kết nối yêu thương và thổi bùng lên ngọn lửa đam mê ấy. Và thay mặt cho chương trình ngày hôm nay, chúng em xin có một chút dấu ấn được lưu lại tại vườn mai của chúng ta để mỗi lần nhìn thấy thì chúng ta như được tiếp thêm sức sống, tiếp thêm ngọn lửa của tất cả anh em trên khắp giải đất hình chữ S Việt Nam ạ. Và chắc chắn rồi, khi mỗi lần anh nhìn thấy chiếc cúp lưu niệm của chúng em thì dường như tất cả tình cảm của anh chị em cả nước sẽ đều đang gửi về với vườn mai của mình ạ. Và một lần nữa, chúng ta sẽ cùng cho anh chị em cả nước không được theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay thấy được ngọn lửa của chúng ta ngay sau đây được không ạ? Bonsai xuyên Việt! Bonsai xuyên Việt! Vườn mai duy cầu đồng! Vườn mai duy cầu đồng! Tiếp lửa phong trào! Tiếp lửa phong trào! Hồi vùng đam mê! Hồi vùng đam mê! Chào, chúc mừng.